Giải trí miền Tây chào các bạn đã quay trở lại. Trước hết, chúc các bạn ngày mới vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay chia sẻ với các bạn về cái cách xử lý vôi để cho cái đất mình nó được tốt hơn các bạn nha. Cũng như thường lệ thì các bạn hãy like, đăng ký kênh, bấm vào cái chuông và chia sẻ về kênh của các bạn. Và đây là một cái khu ruộng mà đã thu hoạch xong mùa vụ các bạn. Và thường thì mỗi một mùa vụ chúng ta phải xử lý vôi bột. Cái vôi bột đó các bạn, điều thứ nhất là để nó cung cấp canxi cho cái đất của mình đó các bạn. Và cái cây á, nếu mà nó thiếu canxi đó các bạn thì nó sẽ không có cứng nha các bạn. Tất cả những cái rau màu mà mình trồng, kể cả cây ăn quả của mình, và như thế này các bạn, những cái cây còn lại còn sót trên đất nè, thì đa phần những ký sinh trùng hoặc vi khuẩn có hại nó bám ha, thì mình sẽ bón vôi bột nhằm để tiêu diệt những cái vi khuẩn có hại nha các bạn. Những cái mốc nè, mình đã móc những cái lưới của mình đó các bạn, thì vi khuẩn hoặc ký sinh trùng có hại nó cũng bám ở trên những cái này. Và chúng ta, tất cả chúng ta đều rắc hết vôi bột các bạn nha, để chúng ta diệt những cái vi khuẩn có hại. Và với cái liều lượng mà chúng ta nên bón cho một 1000 m2 là chúng ta nên bón khoảng 50 kg vôi bột các bạn ha. Cái liều lượng trung bình là 50 đến 100 kg là nó là trung bình. Ở đây thì gom tất cả những cái cây còn lại đó các bạn, ở trên cái diện tích đất thì mình đốt tiêu hủy tất cả các bạn nha. Rồi chúng ta đốt để tạo cái chất mùn cho đất của chúng ta đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ bón vôi. Thì cái vôi này nè các bạn, bón rất là tốt. Nó cân bằng cái độ pH, giảm cái độ mặn cho đất. Và đặc biệt là nó sẽ cung cấp cái lượng oxy rất lớn cho đất của mình ha, ngừa được những cái vi sinh trong đất, và nó sẽ hỗ trợ phát triển những cái vi sinh có lợi cho đất các bạn. Đó thì chúng ta, cái mục đích để bón vôi của chúng ta là như vậy. Và khi mà chúng ta được bón cái lượng vôi này vào đất thì đất của chúng ta nó sẽ được tơi xốp hơn, giúp cho cái rễ cây á các bạn, nó sẽ hút được, hấp thu được tất cả những cái lượng phân mà chúng ta trong đất các bạn ha. Và những cái màng phủ công nghiệp mà chúng ta đã dùng ở mùa vụ trước thì chúng ta phải để xuống hết, giặt màng phủ ra các bạn ha, dẹt ra hết xuống dưới mương như thế này. Và chúng ta lấy cái vôi bột là chúng ta rải xuống đó, để cái vôi nó sẽ hòa với nước đó các bạn, tiêu diệt tất cả những cái vi khuẩn có hại trong đất cũng như trong cái dính trong cái màng phủ mà chúng ta sử dụng lại cái mùa vụ sau đó các bạn, nó sẽ được tốt hơn nha. Thì chúng ta bón là 50 kg trên 1000 m2 thì chúng ta chia đều ra cho 1000 m2. Các bạn xem 1000 m2 của mình đó,
ruộng của mình đó thì được bao nhiêu luống. Như vậy thì cứ mỗi 50kg hoặc là 100kg cho 1.000m2 thì chúng ta chia ra. Chúng ta không nên là bón với cái số lượng là nhiều hơn 100kg. Nếu cái lượng pH của chúng ta không phù hợp nha các bạn. Đây nè, những cái tro mà ở trong khi chúng ta đốt xong rồi đó các bạn, thì chúng ta cũng phải bươn nó ra nha các bạn, cho nó rải đều ra ở trong cái mặt ruộng của chúng ta, không nên để một chỗ mà nó bị mặn các bạn nha. Để khi mà mưa hoặc là chúng ta cho nước vào đó các bạn, nó sẽ, cái tro này nó sẽ thấm đều ra ruộng. Còn nếu mà chúng ta để một cái đống như thế này á, thì cái vụ sau chúng ta nếu trồng đúng cái cây ở đây nó sẽ mặn, nó làm cái cây chúng ta không phát triển ha. Và mình rải cho đều rồi, cái lượng vôi này chúng ta cũng rải ra xong, chúng ta cho nước vào các bạn. Cho nước vào chúng ta ngâm, thì cái lượng nước nó cũng xếp xếp mặt đất các bạn nha. Không có nên nhiều quá mà cũng không nên ít quá. Tại nhiều quá thì nó cũng làm cho cái lượng vôi của chúng ta nó tan ra hết, nó không có hiệu quả cao. Và ít quá thì nó cũng không tốt. Và nếu cái lượng vôi của chúng ta ít quá ở trên mặt đất mà chúng ta không ngâm được thì các bạn hãy tưới. Chúng ta kéo vòi ha, chúng ta tưới. Đây là những cái màng phủ mà mình phải để hết xuống dưới cái đường mương nha các bạn. Và cho cái vôi bột xuống dưới này luôn, nhằm cho những cái vi sinh có hại á nó sẽ chết hết. Và chúng ta thiêu hủy tất cả những cái gì còn lại trên cái cánh đồng của chúng ta, để sâu bệnh nó cũng không có còn nương náu lại các bạn nha. Thì khi mà xong rồi đó, các bạn có thể bón lót cái phần hữu cơ ở giúp cho đất của chúng ta nó tốt hơn, để hỗ trợ ha, để hỗ trợ cái lượng vi sinh trong đất phát triển trở lại các bạn. Những cái trái hay là những cái hoa màu còn lại thì chúng ta nên tiêu hủy nha các bạn, hoặc là bón vôi để cho nó tiêu diệt. Chứ chúng ta không nên là để cái vụ này nó, cái vi khuẩn của nó dính vào những cái trái hoặc là những cái hoa màu còn lại, nó ảnh hưởng tới cái vụ sau của chúng ta. Thì cái bón vôi thì người ta đã sử dụng rất là lâu rồi các bạn. Mục đích của cái bón vôi này á, ở những cái vùng mà đất mặn đó, cái độ pH nó cao đó, người ta cũng bón để cân bằng cái độ pH các bạn ha, giảm độc tố đó, thì để điều hòa lại những cái vấn đề về cân bằng cái hệ sinh thái hay là cái hệ thống vi sinh của cái đất của mình đó các bạn. Nó sẽ, cái vôi nó sẽ cung cấp và cân bằng cái đất của chúng ta. Mà tốt á thì các bạn có thể lấy hết những cái màng phủ và chúng ta có thể bón trực tiếp như thế này. Hoặc là chúng ta có thể cài xới nó lên một lớp khoảng một tấc vậy đó các bạn, và chúng ta bón trực tiếp xuống thì nó sẽ cũng rất là tốt hơn nha các bạn. Từng cái điều kiện ha, từng cái điều kiện mà chúng ta có thể áp dụng để cái cách của chúng ta hay là đất của chúng ta nó được hấp thu tốt, để cái mùa vụ sau của chúng ta nó chúng ta gieo trồng nó không ảnh hưởng ở mùa vụ trước, và cái lượng phân bón trong cái đất của chúng ta nó hoàn toàn giúp cho cây mới của chúng ta phát triển các bạn ha. Thì mình cũng đã vừa chia sẻ xong với các bạn về cái quy trình công dụng và cách bón vôi bột cho cái lượng đất của các bạn
Và các bạn thấy video thú vị thì hãy đăng ký kênh, like, nhấn vào cái chuông, chia sẻ về trang cá nhân của các bạn. Và chúc các bạn áp dụng được thành công trong cái miếng ruộng của các bạn ha. Và giờ đây thì xin nói là chào, tạm biệt. Bye bye các bạn.